Xin chào các bạn. Sau 2 tuần nghỉ ốm vì bia rượu quá nhiều nên mà mất giọng nên mình không thể hướng dẫn các bạn một số tips hay được. Và hôm nay mình sẽ trở lại và việc đầu tiên là mình sẽ hỗ trợ và trả lời cho các bạn một số bạn ý kiến với mình là tại sao vào những cái thắc mắc là ví dụ tại sao khi kết nối với iTunes hoặc là iFunbox thì các bạn đều không nhìn thấy file RAW hay là file system của iPhone. Thì điều này rất đơn giản thôi. Đấy là các bạn chưa cài một cái tweak trong CDA. Và bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cách cài. Đầu tiên thì các bạn vào trong máy, vào CDA. Sau khi vào CDA, các bạn sẽ tìm một cái tweak mang tên là Apple File. Đây, Apple File Conduit 2 này. Đây là một cái tweak mà do chính CDA phát hành và hoàn toàn an toàn so với máy. Cái tweak này sẽ có thay cho cái tweak AFC2DD ngày xưa để giúp cho mình có thể xâm nhập vào cái file RAW hay là file system của iPhone. Các bạn chỉ việc cài cái file này. Sau khi cài xong tweak này thì các bạn chỉ việc kết nối iPhone với máy tính và bật phần mềm iFunbox hoặc iTunes lên. Các bạn sẽ nhìn thấy ngay một cái file system ở đây. Và các bạn nhìn thấy ở đây có cái file system jailbreak, tức là những cái file hệ thống và toàn bộ thay đổi các ứng dụng cũng như hình nền cho tất cả mọi thứ iPhone sẽ xảy ra ở đây. Và mình làm video này mong các bạn chú ý xem và sẽ tránh hỏi những cái câu hỏi và thực sự là rất dễ. Và hướng dẫn của mình đến đây xin kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Một năm có